Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Mậu Thìn là những người rất hiền lành, tài giỏi và khiêm tốn. Họ sẵn sàng lắng nghe đánh giá, nhận xét của người khác về bản thân mình, không bao giờ bảo thủ, cố chấp. Nếu làm sai, họ sẽ nhận lỗi và cố gắng khắc phục thiếu sót của mình. Với tính cách hướng ngoại, họ thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ của mình. Khi làm việc, họ có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo, khiến người khác bất ngờ, thán phục. Tuổi Mậu Thìn được mọi người yêu quý bởi sự nhiệt tình, lòng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những người tuổi Mậu Thìn thường rất ham học hỏi, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ biết kết hợp hài hòa những kiến thức mình học được vào trong cuộc sống đời thường. Điều đó khiến cuộc sống của tuổi Mậu Thìn luôn nhộn nhịp, thú vị. Tử vi học có nói, do trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn phạm phá thái tuế, nên mọi thứ đều không được như ý. Vừa bước qua một năm đại dịch, lại vướng phải thái tuế, khiến mọi thứ đều không xoay chuyển được. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi anh chị tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên chi tiết của tuổi Mậu Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Mậu Thìn trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng, anh chị tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ phải đối diện với một vài thời gian đầy trắc trở. Về công việc, anh chị dễ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ khiến tinh thần của anh chị luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân luôn rình rập cũng khiến anh chị khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư giả trong thời gian này. Anh chị cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi lớn trong một khoảng thời gian dài. Kẻo bị lừa gạt đến trắng tay. Hơn nữa trong năm, anh chị còn phạm phải hình thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hướng họa. Có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến, thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh, bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên, để hóa giải, anh chị hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt. Mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm, kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó anh chị có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của anh chị tuổi Mậu Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021. Qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi anh chị tuổi Mậu Thìn nửa đầu năm 2021 cho thấy
khối lượng công việc của anh chị trong thời gian này sẽ tăng lên, xung đột và mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp của anh chị tuổi Mậu Thìn khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Hơn nữa, vì quá tự tin, thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù anh chị là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì anh chị sẽ lại càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Đặc biệt, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn. Điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai, gai mắt và không muốn giúp đỡ nếu anh chị gặp khó khăn. Chính vì vậy, để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì anh chị hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của phòng sẽ giúp anh chị hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, phòng sẽ giúp quý gia chủ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ anh chị phát triển công việc trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi cho thấy, tình hình tài chính của anh chị tuổi Mậu Thìn trong nửa cuối năm 2021 không được dư giả. Thậm chí anh chị em trong nhà sẽ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Anh chị hãy có cách cư xử khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư, kinh doanh, anh chị cũng chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư, kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho anh chị. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ, tương trợ anh chị tuổi Mậu Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, anh chị tuổi Mậu Thìn đã có gia đình sẽ thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên sẽ rạn nứt. Đôi bên cần phải nhường nhịn và bao dung với đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Ngoài ra, trong thời điểm này, anh chị còn độc thân cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu anh chị vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người mà thầm yêu mến sẽ đến với người khác. Đặc biệt, để có thể hóa giải và kích hoạt tình duyên, anh chị tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp anh chị đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho anh chị tuổi Mậu Thìn trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, sức khỏe của anh chị tuổi Mậu Thìn có dấu hiệu giảm sút đi nhiều. Anh chị sẽ gặp sự cố bất ngờ, vì vậy cần chú ý khi lao động chân tay, vận hành máy móc hoặc sử dụng các vật dụng sắc nhọn. Trong vận động, rèn luyện thể dục thể thao, anh chị cũng không nên cố gắng quá sức, kẻo việc ấy sẽ gây ra tác dụng ngược, tổn thương đến gân cốt. Đặc biệt, anh chị tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Phòng sẽ giúp anh chị hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi Mậu Thìn trong nửa cuối năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của anh chị tuổi Mậu Thìn trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của anh chị qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của anh chị tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Anh chị sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp,
Anh chị chỉ cần cân nhắc xem mối đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng, anh chị sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Ngoài ra, anh chị tuổi Mậu Thìn đang làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, anh chị sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, quay tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, anh chị tuổi Mậu Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang lại cho anh chị nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Cho nên anh chị cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong các mối quan hệ, anh chị có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ quan hệ với những người đó, bởi dù có không tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của anh chị tuổi Mậu Thìn lại trở nên khá ảm đạm. Anh chị ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Ngoài ra trong tháng này, anh chị cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng rồi cuối cùng thiệt hại lại do chính mình gánh chịu. Trong thời điểm này, anh chị cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để đạt được điều đó, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với anh chị tuổi Mậu Thìn. Công việc vẫn tiến triển đều đặn nhưng ít có cơ hội để anh chị vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà anh chị chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Tuy nhiên, sức khỏe sẽ xảy ra nhiều vấn đề trong thời điểm này. Anh chị cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông. Nếu không, sẽ dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm của anh chị trong tháng này cũng không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của anh chị tuổi Mậu Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Anh chị có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bởi anh chị đang làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, vận trình của anh chị tuổi Mậu Thìn không rực rỡ như tháng trước đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Anh chị nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mà mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của anh chị trong tháng Chạp đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Mậu Thìn trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Mậu Thìn. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, anh tuổi Mậu Thìn bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Khi gặp sao này chiếu mệnh, anh sẽ dễ bị tai nạn, bệnh tật, tăng khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Anh cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Không những vậy, anh cũng gặp phải hạn địa võng. Thời điểm này, anh nên hạn chế xuất hành xa, kẻo gặp bất lợi. Ngoài ra, hạn này còn mang điềm báo về sự đau buồn trong gia đình, có tiểu nhân quấy phá cả trong công việc làm ăn và chuyện tình cảm. Còn với chị tuổi Mậu Thìn thì trong thời gian này, chị may mắn được phúc tinh Thái Dương chiếu mệnh. Người xưa thường nói rằng khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Tuy nhiên, chị cũng nên chú ý đến hạn địa võng, bởi địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, anh cẩn thận kẻo lời nói vướng khẩu thiện, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt.
Đồng thời, anh cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, luận hung can niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Mậu Thìn trong thời điểm này có tuần, triệt, quan sách, chủ việc khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí xuyên suốt năm. Cung tam hợp có các sao thiên hỷ, long đức, văn tinh báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn cung xung chiếu gồm có các cát tinh thiên đức mang vận quý nhân tốt, nhưng hung tinh kình dương và quả tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất và tinh thần. Anh chị cần cẩn thận trong năm phải đụng chạm đến sao kéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của anh chị tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.